Hello, xin chào 500 anh em. Chào mừng các em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Thì hôm nay mình sẽ cùng review và giới thiệu cho các anh em một cái bộ sản phẩm khá là hay. Và cái bộ sản phẩm này mình thấy cũng khá là hữu ích và trong cái tầm giá phải nói là cực kỳ bèo bọt luôn. Ok, mình sẽ cùng review cho các bạn xem nhé. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái sản phẩm có hai chiếc sản phẩm khác nhau. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói đến về chiếc tai nghe. Chiếc tai nghe này chính là chiếc tai nghe Pistone của thằng Xiaomi. Thì cái tai nghe này khá là rẻ, mình thấy ở trên Shopee nó bán khoảng tầm 100.000 đổ xuống thôi, từ 80 cho đến 100.000 cũng tùy shop. Mình đã có khui hộp rồi, thì cái hộp của nó cũng rất là nhỏ nhắn như thế này, mỏng và làm bằng giấy bình thường thôi. Ở đây thì mình sẽ kéo cái đường này ra và mình sẽ khui nó ra thôi. Cái này mình khui hộp sẵn rồi. Ở trong cái hộp này thì chúng ta sẽ có tai nghe kèm sách hướng dẫn sử dụng, cái này thì chắc cũng không ai đọc bao giờ, và một cái bịch. Trong cái bịch này thì nó sẽ đựng 4 cái nút tai nghe dành cho những cái bạn nào mà có tai vừa hoặc tai nhỏ thì mình có thể thay đổi để cho phù hợp. Đó. Thì về cái tai nghe này mình sẽ đánh giá sơ qua cho bạn coi nhé. Thì cái tai nghe này của Xiaomi giá chỉ khoảng tầm 100.000 thôi, nhưng mà chất lượng phải nói là cực kỳ tốt ở trong cái tầm giá này. Về cái dây thì mình thấy đánh giá không cao, vì cái dây này nó sẽ làm bằng dây tròn và rất là dễ rối như thế này. Nó không phải là thuộc dạng dây cao cấp, tại vì nó chỉ có giá 100.000 thôi mà. Nhưng mà về cái tai nghe của nó thì khá là tốt. Khi hai cái củ tai của nó sẽ được làm bằng kim loại, nó làm khá là bóng, kim loại luôn. Và cái phần này của nó làm cũng rất là chắc chắn để tránh cái trường hợp đó là bị bong hoặc là bị đứt dây khi sử dụng lâu. Đó, hai cái. Và cái tai nghe này mình đeo nó có một cái thiết kế kiểu dạng như vào vòng vào trong vành tai như thế này, thì khi mình đeo thì nó sẽ không có bị cảm giác cấn tai, rất là vừa. Và khi mình nút vào thì nó nút vào trong vừa trong tai luôn và rất là êm. Về cái âm thanh của con này thì mình đánh giá phải nói là khá là tuyệt. Trong cái tầm giá 100.000 thì mình chưa thấy có con tai nghe nào mà có thể vượt qua cái tầm giá 100.000 mà có cái chất lượng âm như tốt như thế này. Con này thì nó thiên về âm bass nhiều hơn. Nếu như mà các bạn nghe về những âm chết, âm cao thì có lẽ thì không nên dùng con này. Nên dùng con này để nghe những cái bản nhạc bass, những cái bản nhạc EDM á, thì nó sẽ rất là ok. Còn âm nó chỉ có thuộc vào dạng âm trung cho đến âm trầm thôi. Thế còn nếu mà âm cao thì con này nó không thể hiện không được tốt lắm. Nhưng mà với cái tầm giá khoảng 100.000 thì rất là ok rồi. Dây của nó cũng khá là dài, đủ cho các bạn có thể sử dụng để di chuyển hoặc là mình gắn ngồi khá là xa. Với lại cái nút bấm của nó và cái mic thu âm thì nó ở đây, ở trên một cái nút khá là nhỏ, nhìn nó là nhỏ gọn. Mic của con này thu âm cũng khá là tốt. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nút bấm để mình chuyển bài hoặc là nghe cuộc gọi khi mà nghe nhạc. Nút này bấm cũng khá là đàn hồi nhưng mà có vẻ như không được tốt cho lắm. Đấy. Về cái phần mic của con này thì mình đã thử thu âm và thử gọi điện thì thấy nó ok đấy. Đó, và vì sao thì mình phải mua thêm một cái thiết bị như thế này nữa, để tạm cái tai nghe này sang một bên. Đây chính là cái thiết bị Bluetooth adapter. Đó. Thì các bạn nhìn ở bên ngoài hộp thì nó cũng khá là đơn giản thôi, cũng là hộp giấy. Thì chúng ta sẽ có sử dụng cho iPhone này, đó, rồi dành cho cả xe ô tô hoặc là headphone hoặc là loa. Đấy, bất định China chắc chắn rồi, cái này thì nó sẽ sản xuất ở tại Trung Quốc thôi. Rồi, thì cái này nó khá là đặc biệt, tại vì mình tình cờ thấy thì mình thấy cái này nó khá là hữu dụng. Đầu tiên trong hộp thì chúng ta sẽ có cái dây cắp sạc chuẩn USB, micro USB, có sách hướng dẫn sử dụng, cái này chắc cũng không cần thiết đâu. Rồi, chúng ta sẽ sang cái sản phẩm chính, thì ở đây chúng ta sẽ có một cái đầu 3.5. Cái đầu này thì chúng ta sẽ thấy là nó làm bằng kim loại. Và nó sẽ có hai đầu là 3.5, ở giữa thì ta cảm giác nó làm nhám lên nhìn rất là đẹp mà cũng như là rất là chắc chắn đấy, nó làm bằng full bằng kim loại luôn. Còn cái này là cáp sạc. Rồi ở trong này nữa thì chúng ta sẽ có thêm một cái adapter, chính là cái này thì mới là quan trọng nhất. Đây, cái adapter này nó sẽ dài bằng một đốt ngón tay nha các bạn, và nó sẽ có hình trụ tròn và nó sẽ có ba cái nút như thế này. Ba cái nút này nó sẽ gồm là nút cộng, tức là tăng volume này, ngắt bài, tiến tới á, và nút tắt và nút bật, hay là gọi là nút nghe cuộc gọi. Và còn một nút nữa đó là nút lùi hoặc là giảm âm lượng.
Dưới đây chúng ta sẽ thấy có ba cái đèn báo, ba cái lỗ. Thì trong này sẽ có một cái lỗ là lỗ đèn báo, và mấy cái lỗ này sẽ là lỗ thu âm. Mình đoán là vậy. Cái adapter này, cái công dụng chính của nó chính là biến một cái tai nghe bình thường, tức là tai nghe dây như thế này đó, thành một chiếc tai nghe Bluetooth. Và công việc của các bạn thì rất là đơn giản thôi. Đó, tức là sẽ cắm cái tai nghe bình thường vào đây. Nó sẽ có một cái cổng 3.5 ở phía trên này. Chúng ta sẽ cắm cái tai nghe bình thường của mình vào. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ giữ cái nút bật tắt nguồn của cái adapter này trong vòng khoảng tầm 5 giây. Mình giữ cho các bạn coi. Đó. Khi các bạn giữ 5 giây thì cái đèn này nó sẽ nhấp nháy đủ 3 màu như thế này, tức là nó đang chuẩn bị sẵn sàng để kết nối. Ok, lúc này thì chúng ta sẽ lấy chiếc điện thoại của mình ra và bật Bluetooth lên. Đây. Sau khi bật Bluetooth lên thì các bạn tìm cái chỗ mà Bluetooth Music, các bạn tìm thiết bị mới thì nó sẽ có tên là Bluetooth Music, tại vì cái này mình đã kết nối sẵn rồi. Thì sau khi kết nối được với chiếc điện thoại thì cái adapter này nó sẽ chuyển sang LED màu xanh, là lâu chớp một cái như thế này. Đó là các bạn đã kết nối thành công. Và sau đó các bạn bật nhạc ở trên chiếc điện thoại thì nó sẽ, cái tai nghe cái này nó giống như là một cái cục nhận Bluetooth vậy, thì nó sẽ chuyển tín hiệu âm thanh vào trong cái cục này và đồng thời phát ra bằng chiếc tai nghe của mình. Đó, mình sẽ thử một bài hát. Khi các bạn bấm thì ở đây nó cũng sẽ có hiển thị là của Bluetooth này, đó, âm thanh từ Bluetooth. Các bạn cũng có thể nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ chiếc tai nghe này rồi. Để mình để lại gần cái mic hơn nhé. Đó, các bạn đã thấy cái tiếng nhạc phát ra rồi đúng không? Đó, có tiếng nhạc phát ra rồi, khá là to. Tuy nhiên thì khi mà mình sử dụng cái tai nghe bằng thông qua cái thiết bị Bluetooth này thì hình như âm lượng của nó giảm đi một xíu. Một chút xíu thôi, không có đáng kể lắm, nhưng mà nó sẽ không to được bằng là khi mình nghe trực tiếp từ chiếc điện thoại của mình. Đó. Và cái này mình thấy nó rất là tiện lợi nếu như các bạn chỉ có một chiếc tai nghe này thôi, mà nếu mà tai nghe này của mình nghe khá là ổn rồi mà bạn không muốn đầu tư thêm một chiếc tai nghe Bluetooth thì các bạn có thể mua cái thiết bị này. Và giá cũng khá là rẻ. Mình thấy trên Shopee thì nó bán khoảng tầm 50.000 thôi. Rất là rẻ. Ở đây mình cũng có thể tăng giảm âm lượng này. Đó, bấm xuống để tăng giảm âm lượng. Bấm lên để tăng âm lượng, rất là đơn giản. Bấm ở giữa để mình tắt. Còn nếu như mà các bạn không sử dụng nữa thì các bạn có thể giữ nguyên nút này trong vòng 3 giây thì nó sẽ tắt. Và nếu mà các bạn đang đi trên đường và muốn nghe cuộc gọi thì các bạn cũng có thể bấm ở giữa này để nghe cuộc gọi. Ngoài ra thì và cái phần cái kẹp này cũng giúp cho các bạn có thể kẹp được vào bất kỳ đâu trên cơ thể. Ví dụ là mình có thể kẹp vào áo này. Đó, hoặc là mình có thể kẹp vào trên đầu, hoặc là kẹp vào ngón tay vân vân, rất là đơn giản. Mình có thể kẹp ở bất kỳ đâu trên móc quần áo của mình, để mình kết nối cắm cái tai nghe cho nó thuận tiện là được. Ngoài ra thì cái này nó đang sử dụng là dùng cái cục sạc là chuẩn USB, cho nên các bạn có thể dùng dây sạc và cắm vào các cái cổng sạc của điện thoại á. Mình có thể có cái cốc sạc sẵn thì mình có thể dùng cái cốc sạc đó cũng được. Dùng cái cốc điện thoại á, sạc cũng được, không cần thiết. Khi mình cắm vào thì nó sẽ báo đèn LED cho mình, nếu mà màu xanh thì tức là đã đầy, và nếu màu đỏ thì tức là đang sạc đó. Về cái thời lượng pin của con này thì mình thấy là nghe cũng khá là ổn, khoảng tầm 2-3 tiếng thì nó mới cạn pin, và sau khoảng 2-3 tiếng thì chúng ta sạc khoảng tầm 1 tiếng thì khoảng tầm 30 đến 1 tiếng thì nó đã đầy pin rồi. Ngoài ra nữa thì cái bộ này nó sẽ có tặng kèm một cái cổng hai đầu 3.5 này. Cái này cũng chính là cái khá là hay. Khi mà mình có thể cắm vào trong cái adapter này và mình cắm trực tiếp vào bất kỳ cái loa nào, tức là cái loa mà không có Bluetooth ấy, mình cắm vào thì nó biến cái loa đó thành loa Bluetooth luôn. Đấy, rất là hay. Mình rất thích cái sản phẩm như thế này, mà lại giá cũng rất là mềm. Rồi, vậy các bạn thấy sao về cái bộ đôi sản phẩm này? Quá là ngon trong tầm giá đúng không? Với tầm giá chỉ có 150 mà cả hai cái. Quá là ngon. Nếu mà các bạn có ý kiến gì thì cứ hãy comment ở phía dưới nhé, hoặc là cần mình review hay là test những cái gì thì hãy comment vào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.